Ông là võ sĩ hiếm hoi của làng võ cổ truyền Trung Quốc, nhận được ít nhiều sự mến mộ của những người hâm mộ võ thuật truyền thống ở châu Á, trong đó có cả người hâm mộ ở Việt Nam. Nhắc đến danh xưng đệ nhất thiếu lâm, người ta nghĩ ngay đến những ký ức về các trận thượng đài này lửa, với các tay đấm muay thái lừng danh như bua cao hay các trận đấu với các đối thủ phương Tây cao to. Tuy nhiên, ở vào giai đoạn cuối của sự nghiệp đỉnh cao, tay đấm này lại liên tiếp xuất hiện trên võ đài với những trận đấu gây tranh cãi với các đối thủ vô danh nghiệp dư hoặc tay ngang. Tất nhiên là Y Long dễ dàng đánh bại những tay đấm không chuyên này. Tuy nhiên phần nào danh tiếng của anh đã bị giảm sút nghiêm trọng trong lòng người hâm mộ với những trận đánh được nhận định là cho giải trí rẻ tiền. Dưới đây là ba trận thượng đài gần nhất của Y Long đã khiến tên tuổi của đệ nhất Thiếu Lâm bị hủy hoại nghiêm trọng. Y Long đấu Dược Thủy Ca tháng 1 năm 2020. Đệ nhất Thiếu Lâm dùng chiêu dơ mặt cho đấm rồi làm 60 triệu người Trung Quốc ngỡ ngàng trong trận đấu với Dược Thủy Ca. Võ sĩ Y Long đã nhận phải rất nhiều lời mỉa mai từ giới võ lâm Trung Quốc vì trận đấu ngớ ngẩn theo báo chí của Trung Quốc. Đầu năm 2020, Y Long đã buộc phải hủy trận đấu siêu kinh điển với huyền thoại bua cao của Thái Lan do gặp phải chấn thương lưng. Đây là kịch bản mà không một người hâm mộ võ thuật nào của Trung Quốc và Thái Lan mong muốn. Thế nhưng vào tháng 1 năm 2020, khán giả bất ngờ được chứng kiến sự trở lại của Y Long khi anh tham dự sự kiện cung phu các Nivan. Một chương trình võ thuật được phát sóng trực tiếp trên một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Càng bất ngờ hơn khi đối thủ của Y Long là một võ sĩ phong trào hoàn toàn vô danh tên là Dược Thủy Ca. Theo website thefirst.cn của Trung Quốc, Dược Thủy Ca có lần công khai thách đấu Y Long trên mạng xã hội. Không rõ vì lý do gì mà lời thách đấu này mau chóng được Y Long chấp thuận. Mặc dù chỉ đấu với một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng trận thượng đài của Y Long đã thu hút số người xem cao khủng khiếp. Có lúc lên tới 60 triệu người cùng theo dõi trực tiếp trận đấu thông qua truyền thông và mạng xã hội ở Trung Quốc. Đây là trận đấu mà Y Long và Dược Thủy Ca đánh theo luật kickboxing. Y Long chấp đối thủ dùng bảo hộ. Khi thi đấu, ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Y Long đã khiến cho các khán giả ngạc nhiên vì sự thay đổi về vóc dáng của mình. Sau vài tháng chấn thương, Y Long tăng cân và không còn duy trì được vóc dáng săn chắc, thanh thoát như trước mà trở nên mập mạp và có phần vụng vẻ hơn. Bước vào trận đấu, Y Long đã thực hiện chiêu dơ mặt cho đấm, giống như điều mà anh đã từng làm trước kia. Thế nhưng những cú đấm của Dược Thủy Ca lại quá nhẹ nhàng và hoàn toàn vô hại trước một võ sĩ sở hữu đẳng cấp cao như Y Long. Theo dõi trận đấu có thể nhận thấy Y Long đã cố tình nhường đối thủ ra đòn và hoàn toàn không bung sức để dồn ép đối thủ. Thi thoảng thì Y Long mới tung đòn tấn công với lực đánh tương đối nhẹ đó là lý do khiến Dược Thủy Ca trụ được qua hiệp 1. Tuy nhiên hiệp 2 mới trôi qua được ít giây, Y Long đã thực hiện một đòn đá khá hay trúng vùng trung lộ khiến Dược Thủy Ca dù đã mặc giáp nhưng vẫn bị mất khả năng chiến đấu. Trận đấu buộc phải khép lại và Y Long giành chiến thắng. Sau khi kết thúc trận đấu này thì Y Long là người vấp phải nhiều sự chỉ trích từ giới võ lâm Trung Hoa. Người hâm mộ cho rằng đây không phải là một cuộc chiến thực sự và một võ sĩ có tên tuổi đẳng cấp cao như Long đáng ra không nên đấu với một đối thủ tranh lệch như Dược Thủy Ca. Tờ báo Trung Quốc cũng chỉ trích võ sĩ đến từ vùng Sơn Đông. Y Long chỉ biết đấm vài đòn hời hợt rồi thái lui. Thật lố bịch, rõ ràng Y Long đã tham dự sự kiện này vì tiền chứ không phải vì sự đam mê võ thuật. Những trận đấu ngớ ngẩn như thế này nên bị loại khỏi những giải đấu ở Trung Quốc. Trận đấu thứ hai Y Long đấu Lưu Nhị Cẩu vào tháng 5 năm 2020. Y Long có trận đấu với võ sĩ nghiệp dư Lưu Nhị Cẩu và mất gần 3 phút để hạ gục anh này. Trước đó Lưu Nhị Cẩu nhiều lần lên mạng xã hội để chê bai Y Long, thậm chí cho rằng bản thân mình cũng có thể hạ gục được con rồng thiếu lâm. Sau khi bình phục chấn thương lưng và tuyên bố tái đấu bua cao, Y Long cũng đã lập tức nhận lời thách đấu của Lưu Nhị Cẩu, hòng cho đối thủ biết đâu mới là chân tài thực học. Trận đấu được diễn ra vào ngày 29 tháng 4. Kết quả sau gần 3 phút thi đấu, Lưu Nhị Cẩu đã thất bại toàn diện trước Y Long. Dù vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng Y Long thi đấu thiếu quyết liệt và mất nhiều thời gian cho đối thủ này. Mới đây đáp lại những chất vấn của người hâm mộ, võ sĩ Trung Quốc viết trên trang cá nhân rằng Sau khi xem trận đấu, nhiều người nói đó là một màn biểu diễn. Đúng là tôi đã không thi đấu hết sức khi đối thủ bị hạ gục hết lần này đến lần khác mà vẫn kiên cường đứng dậy còn vợ anh ta khóc nức nở ngay cạnh đó là võ sĩ chuyên nghiệp tôi phải kiềm chế bản thân trước đối thủ nghiệp dư vì có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng trận đấu này đã mang lại điều gì cuộc chiến không có lợi nhuận nhưng thu hút hàng chục triệu người xem phá vỡ kỷ lục xếp hạng truyền thông sau trận đấu nhị cầu cho thấy được sự dũng cảm cũng như giữ đúng lời hứa xây dựng một trường tiểu học ngay cả khi mọi người phỉ bán tôi không hề hối hận khi đánh trận này ở trận đấu này thì Y Long vẫn còn rất béo và có lẽ anh ta sẽ cần giảm cân nhiều hơn nữa và tập luyện nhiều hơn nếu muốn các trận đấu đỉnh cao sắp tới. Y Long đấu lợi ca vào tháng 8 năm 2020. Vừa đánh vừa dỡn, con rồng làng võ Trung Quốc vẫn hủy diệt đối thủ vào tháng 8 năm 2020. Trận đấu mới nhất của con rồng làng võ Trung Quốc Y Long đang gây tranh cãi lớn Mặc dù tuyên bố muốn tập luyện để lấy lại vóc dáng và thách thức những đối thủ hàng đầu thế giới, nhưng đệ nhất Thiếu Lâm lại bất ngờ thượng đài với đối thủ vô danh tên là Lợi Ca. Là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, Lợi Ca đã chi tới 20 triệu nhân dân tệ để được so găng với Y Long. Tuy nhiên ngay trước khi trận đấu bắt đầu, người xem nhận ra Lợi Ca cũng tương tự như Lưu Nhị Cẩu, một đối thủ cũ của Y Long. Ở trận đấu trước, anh ta không hề biết võ công và hoàn toàn vô dụng trước đối thủ kỳ cựu. Y Long không cần tập quá nhiều và vẫn giữ được cân nặng quá khổ trước trận đấu. Nhập cuộc một cách rất ung dung, suốt hai hiệp đấu đầu tiên, Y Long chỉ di chuyển vào phòng ngự, nắm đấm yếu ớt của lợi ca gần như không gây ra chút tác động nào đáng kể lên Y Long. Tới ván thứ ba thì đệ nhất thiếu lâm mới bắt đầu ra đòn. Sự khác biệt thể hiện rõ hơn. Mỗi đòn đánh của Y Long đều khiến lợi ca khốn đốn và cuối cùng sau một cú đánh uy lực bằng tay phải trúng mặt. Y Long buộc đối thủ phải chịu thua nông ao. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của Y Long, nhưng chuỗi chiến thắng này bị giới võ thuật Trung Quốc chỉ trích rất dữ dội, bởi các đối thủ của đệ nhất thiếu lâm hầu hết đều không biết võ công và các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất thấp. Sau khi thất bại, Lợi Ca lập tức đổi giọng và rũ bỏ hết vẻ kinh kiệu ban đầu, gọi Y Long bằng sư phụ. Người hâm mộ võ thuật lại đặt ra nghi vấn, liệu hai bên có đang diễn trò để câu kéo người xem? và liệu số tiền 20 triệu nhân dân tệ mang ra đặt cửa kia có tồn tại thực sự hay không. Các câu hỏi đều chẳng có lời giải, chỉ biết rằng Y Long thêm một lần nữa thành công trong việc thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và kiếm về khoản doanh thu khổng lồ. Đế chế võ thuật truyền thông giải trí mà Võ Sĩ này đang xây dựng còn tiếp tục làm mưa làm gió. thank <laughs> you